mến, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với quận 9 và đến nhà của chị Kim Loan nhân vật tham gia vào từ cái đẹp ngày hôm nay. Chị Nguyễn Thị Kim Loan, 45 tuổi, hiện làm nội trợ tại nhà ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Vì sao chị Kim Loan lại đăng ký tham gia tự tin để đẹp? Công việc chị thì nội trợ thôi, ở nhà cơm nước cho chồng với con, cứ vậy thôi ạ. Sướng không vậy, sướng không? Thì mình cũng hạnh phúc được, lo cho chồng cho con, chứ mình cũng không làm gì. Rồi cái ăn con mà thích ăn gì thì mình lo, chồng thích ăn gì là cứ báo cho mình lo cái bữa ăn xong vậy thôi. Mình thấy cũng vui, thấy cũng hạnh phúc. Rồi ông xã chị thì cũng đi làm, nhưng thỉnh thoảng thì ông cũng ga lăng, cũng đi chơi rồi vậy. Nhưng mà thí dụ mình mặc đồ thì chị cũng cứ lên là cứ giác cái quần riêng với áo thun cho nó gọn thôi. Đi còn ở nhà thì cứ mặc cái quần sọt với áo thun rồi vậy, cơm nước, nhà cửa. Rồi xong rồi cứ đi đâu ảnh thì ảnh cũng nói sao thấy người ta model mà em thì ít model rồi vậy đó. Rồi mà chị thấy chị thì thích chương trình này, cứ lúc nào cũng coi nó sao thấy người ta sao đẹp, mà mình cứ mặc cái gì lên cũng thấy xấu. Người thì nó to bên này, nó teo bên kia, nó không có cân xứng. Ông xã nói thì thôi giờ em thích quá đăng ký đi, đợi em thử em sửa được cái chỗ nào, hoặc người ta tư vấn với em gì em sửa. Thí dụ như ông cũng thích, ông thấy người ta mặc đồ đẹp thì ông cũng không nói gì nhiều, nhưng mà thí dụ ông cũng muốn mình đẹp, mình thì cứ sờ sò. Tại vì phụ nữ của chúng ta thì hay bị một cái tâm lý như thế này, chứ ở nhà mà nấu cơm nấu nước hàng ngày mình đẹp là cái gì. Nhưng mà ông xã chị nói thì lại có một cái lý của ảnh là đồng ý ở nhà thì ở nhà, nhưng mà mỗi lần đi tiệc và đi như thế nào đó thì cũng cần phải đẹp. Cứ mặc gì lên là hai cha con cứ đứng sắm xía rồi cười với nhau, chợ mẹ gì mà sến dữ. Còn trang điểm đâu là chị không có trang điểm nhiều, cầu kỳ do chị tô cái son là xong rồi chị đi được rồi. Chị thì được cái ưu điểm mà là nước da mình rất là trắng nên nó là cũng không có cần gọi là phải make up đậm này kia. Ôi chị sao chị thấy mà mấy người lên đẹp quá thì nói sao mà người ta nhìn chị thấy bình thường, lúc quay bình thường ha, lên sao mà đẹp, sao mà người ta ăn mặc cũng vậy thôi, mà mình sao lên cứ mặc đầm thì nó cũng gò bó bên này tù tống bên kia, chị mặc còn không được kiểu vậy. Nó không có thoải mái. Mình có hay đi với ảnh không chị? Thỉnh thoảng thì ảnh thì ảnh cũng hay cứ sợ mình là đôi lúc cũng buồn hay là gì nọ, chiều thì ảnh cũng thỉnh thoảng rủ mình đi công chơi hoặc xem phim hoặc uống cà phê rồi vậy đó. Thì ví dụ ảnh muốn ra đường mình ăn mặc một cái gì cho nó xì tin chút, trẻ trung chút, mà mình lại cũng không thích. Cứ mặc mình lỡ lỡ tới đây thì anh nói gì mà nó giống bà già quá, già rồi thì làm sao cho nó tươi trẻ một chút chứ, kiểu vậy. Ảnh thì cũng không có chơi gì mà ái, nhưng mà kiểu như anh cũng góp cho mình một cái phong cách ăn mặc. Còn đồ chị thì nhiều lúc anh cũng biểu đi, ví dụ cái nào mới, model nào mới thì anh cũng biểu mua mặc, nhưng mà chị lại không thích. Cứ cái đồ nào mặc qua mặc lại miết vậy thôi, cứ mặc vậy thôi, chừng nào thấy ớn rồi mới bỏ. Em nghĩ đó là do chị không thích thôi, chứ đâu phải là chị không. Không phải, thích thì cũng thích, nhưng mà tại sao mình cứ không tự tin cho mình. Cái điểm lớn nhất của mình là chị nghĩ là gì? Chị nghĩ chắc chị mập quá rồi, nó không cân đối nè, cái thân hình nó to, ở dưới thì nó nhỏ kiểu vậy á. Chân chị bị nhỏ đúng không? Chân thì nhỏ. Đó. Nó cân đối, thành giờ chị mặc cái gì lên cái chị thấy không tự tin. Còn tóc của mình thì như thế nào? Tóc chị, cái đầu tóc nữa. Sao mà cái đầu thì trên này nó nhỏ, dưới này thì nó bung nó to. Chú ông xã chị cũng nói sao mà đầu thì nhỏ mà tóc thì bung té lẹ ra. Ôi trời ơi, chị cũng khổ lắm mà. Người thấy không có được cái này, mắc cái kia gì mà đi khổ vậy. Nói sao nhiều người thấy họ cân đối, còn mình sao chẳng cân đối được một cái gì hết. Thông qua chương trình này nè, chị cũng nhờ ban tư vấn cho chị để chị biết cách ăn mặc nè, trang điểm, để có dịp mà chị đi với ông xã hoặc đi bạn bè nó tự tin hơn, nó vui vẻ hơn. Chứ lúc nào cái mặt chị cũng buồn hết á. Nói chung thì mình thì đi làm công việc ở ngoài xã hội nhiều, bà xã mình thì ở nhà chỉ lo công việc bấm nút thôi. Vấn đề ăn mặc của bà xã mình á thì nó không được tự tin lắm. Bà xã mình tham gia cái chương trình tự tin đã đẹp này á thì mình rất là ủng hộ để cho bà xã mình có cái tự tin với ngũ hành của mình, để còn khi đi ra đường với mình cảm thấy nó số 1. Kim Thoa đưa đến cửa hàng thời trang Cát Siêu, chị Kim Loan sẽ được tư vấn và thay đổi hoàn toàn phong cách của mình. Đó là phong cách nào? Chào chị Phương. Chào chị em.
chị Loan đến đây. Hôm nay em đưa chị Loan đến với shop thời trang Cách Siêu. Và đây chính là chị Viết Phương, sẽ là stylist ngày hôm nay, sẽ giúp cho chị có được những cái trang phục mà phù hợp nhất với mình. Trước tiên là em nhận xét về ngoại hình của chị tí xíu ha. Em nghĩ là chị bận cái bộ đồ như này. Mình thân hình mình đã không có được gọn á, mà mình bận như vậy á thì sẽ làm cho mình gồ ghề hơn và mình sẽ càng to hơn. Nên là em cũng muốn hỏi chị là chị muốn chọn những trang phục để chị đi đâu? Cũng muốn đi đám hoặc là đi sinh nhật rồi đi chơi nó phù hợp. Nhiều lúc chị cứ thế vậy thôi. Dạ. Vậy trước tiên em sẽ chỉ cho chị những cái mẫu mà chị không có thể bận được và không có thể mà khi mà chị đi mua chị đừng nên chọn những cái sản phẩm đó. Chẳng hạn giống như là những cái sản phẩm như thế này nè, chị không thể nào bận được, tại vì cái họa tiết nó đã nhiều và ôm của nó cũng nó rộng và dưới này nó có bo lai nữa, cho nên là làm cho chị rất là thô, nó không có gọn gàng. Chẳng hạn như là chị bận những cái mẫu như thế này thì được, như là những cái quần, cái chân váy như vậy ha, chị có thể chị đi với những cái áo như mình. Em nghĩ là chị nên chọn những cái sản phẩm như thế này nè, ví dụ như là cái chân váy bút chì, nó có in họa tiết xíu nhưng mà nó sẽ làm cho chị gọn hơn nè. Đó, chị đi với những cái áo ở trên nó đủ, nó hơi phồng phồng nhưng mà nó nhẹ nhàng, cái chất của nó rất là nhẹ nhàng và nó còn những cái bèo nữa, thì nó sẽ làm cho chị thon gọn và trẻ trung đẹp gái hơn. Là mình bỏ vào thùng. Đúng rồi, em phải bỏ vào trong như vậy này Kim Hoa thì sẽ đẹp. Là em tin chắc là chị chọn những mẫu như thế này khi nếu mà chị muốn đi mua đồ ha. Còn ví dụ bây giờ mà chị muốn kết hợp cái này với cái này không được, bỏ vô được không? Không được, tại vì ở dưới là nó ôm như vậy, cũng giống như lời nói ban đầu là cái áo này nó cứng. Dạ. Và nó rất là thô, cái chất liệu của nó không có hợp với chị. Chị muốn đi tiệc thì em sẽ chọn cho chị một cái sản phẩm vừa ưng ý ha. Đây. Đẹp không? Đây em sẽ chọn cho chị cái sản phẩm như thế này. Thì vòng một của chị là nó hơi bị thô tí xíu, thì chị nên chọn những cái phẩm nó giống như là nó có một cái cắt ao ngay chỗ cái phần cổ này chị, thì nó sẽ làm cho cái phần ngực của mình nó gọn hơn và nó có cái bèo tay như thế này, nó sẽ làm cho chị uyển chuyển và nữ tính hơn tí xíu. Và nó được con cái là nó có những cái họa tiết như vậy, nó sẽ có một cái điểm nhấn nhẹ nhàng hơn cho chị, tại vì người chị là em thấy cũng hơi mạnh mẽ xíu, cho nên mình đi tiệc rồi mình cũng cần mặc những cái trang phục cho nó nhẹ nhàng tí xíu, yểu điệu chút xíu, yểu điệu tí xíu. Em tin là cái trang phục này nó sẽ hợp với chị. Em nghĩ là cái form suông như thế này nè, nó sẽ hợp với chị và nó sẽ che được những cái khuyết điểm, như là vòng 1 nè, nó cũng được che nè, vòng 2 nè. Còn về cái màu da của chị thì nó trắng quá rồi. Đúng nên rồi. Nó là những cái màu sắc nào thì cũng sẽ hợp với đúng, chị đúng không chị? Đúng, không đúng. Không cần kén cái màu nào đâu chị Loan nha. Rồi bây giờ thì hai chị em mình sẽ vào bên trong và thử ngay cái trang phục này. Và nếu như mà nó đẹp rồi và chị cũng thích nó thì em lại đưa chị đến với salon tóc Rita để làm tóc và make up nha chị Loan nha. Cảm ơn chị. Dạ, đi chị. Em chào chị Loan ạ. Em là Duy Anh nên em sẽ thực hiện make up của chị ạ. Và make up của mình bây giờ là chị muốn thực hiện như thế nào ạ? Chị thì em chỉ muốn cắt ra nó phồng bềnh. Dạ. Làm cho nó trẻ trung mà mái tóc nó. Dạ. Tóm lại chị muốn thay đổi toàn bộ mái tóc của mình làm sao để cho phù hợp với khuôn mặt mình hơn. Theo bây giờ em thấy là phần tóc của mình hơi dài. Em sẽ cắt cho chị một kiểu tóc bóp. Phần đằng sau nó sẽ có những tầng cao hơn phần trước, nó sẽ đổ từ phần sau đổ lên phần trước. Và phần hai bên hông hai phần cái bát này em sẽ cắt ngắn hơn một tí để ôm vào khuôn mặt của chị và nó tạo lên độ phồng cho tóc của mình hơn. Và thứ nhất là phần mái của mình nữa, nó hơi dày em sẽ cắt ngắn hơn và em tỉa hơn, tỉa mỏng hơn cho tóc của chị. Rồi cái phần mà màu tóc để nhuộm á, là em sẽ thay đổi cho chị là màu nâu đến đỏ, thì nó sẽ làm cho da mặt của mình hồng hào hơn nha chị, và nó sẽ làm cho tóc mình nhìn vô cảm giác như là dày hơn và mình sẽ nhìn trẻ trung hơn. Dạ. Dạ em chào chị Loan ạ. Em tên là Phương. Bây giờ thì da của chị Loan rất là đẹp, rất là trắng, rất là sáng. Em sẽ giữ cái tông nền này của mình. Mắt của mình á, em đánh màu nhạt thôi, em sẽ nâng màu mắt nhẹ thôi. Em sẽ làm cho màu mắt của chị sâu hơn, thu hút hơn một chút xíu. Rồi màu môi em sẽ làm cho nhấn màu môi đậm chút xíu thôi, để cho mình tôn lên cái khuôn mặt của mình rất là trắng sáng, làn da của mình rất là đẹp. Bây giờ làm cho chị tôn lên cái vẻ đẹp của chị. Mái tóc thường ngày luôn khiến cho chị Kim Loan thiếu tự tin. Hôm nay được tự tin để đẹp đưa đến gặp gỡ chuyên gia của salon tóc Rita, chị Kim Loan sẽ có được mái tóc mới như thế nào?
điểm cho mình là điều khá khó khăn với các chị em. Vì thế, việc tìm kiếm một phong cách trang điểm phù hợp thực sự rất cần thiết. Với sự giúp sức nhiệt tình của chuyên gia trang điểm của salon tóc Rita, hình ảnh chị Kim Loan sẽ trở nên khác biệt như thế nào? Hãy cùng chờ xem! Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại bên cạnh Kim Thoa đó chính là bạn Hoàng Linh, là con gái của chị Loan, nhân vật tham gia vào Tự Tin Để Đẹp tuần này. Linh thì cũng rất là xinh xắn nè. Ủa bình thường ở nhà không có tư vấn gì về cái phong cách thời trang cho mẹ hết hả? Hay sao mà để cho mẹ lại phải tham gia vào Tự Tin Để Đẹp? Dạ có, tại vì là bình thường là mẹ hay mặc áo rộng với lại quần jean. Em có tư vấn cho mẹ nhưng mà mẹ tự ti với ngoại hình của mẹ là hơi mập á. Nên mẹ cứ mặc đồ để che bớt cái khuyết điểm, nhưng mà không ngờ mẹ bận lại nó càng mập thêm nữa. Nên em muốn mẹ tham gia chương trình để mẹ thay đổi phong cách ăn mặc của mình. Đúng rồi. Dạ. Em là người đã đăng ký cho mẹ, dạ, đúng không? Đúng rồi, em là người đăng ký cho mẹ. Vậy thì bây giờ em mong muốn là mẹ được thay đổi như thế nào? Dạ, em mong muốn là mẹ thay đổi cách ăn mặc cho nó hợp, với lại mẹ không còn tự ti về cơ thể nữa. Nói chung là mong muốn mẹ mặc đẹp hơn thôi. Dạ. Hôm nay thì rất là tiếc là ba không đến được đây ha. Dạ. Ba bận công việc hả? Dạ đúng rồi. Rồi, thì xích qua đây. Chuẩn bị tinh thần nha, chào đón hình ảnh mới của mẹ Loan. Xin mời chị Kim Loan. Chị Loan vừa bước ra, cô con gái chỉ việc đứng nhìn và cười thôi. Chứ cũng không biết làm gì khác. Sao em thấy mẹ chưa có được đẹp lắm hả? Dạ không, mẹ đẹp bất ngờ quá nên không có phản ứng kịp. À, mẹ hả? Dạ, mẹ rất là đẹp ạ. À. Bình thường là mẹ đã đẹp rồi, hôm nay là thay đổi mẹ còn đẹp hơn nữa ạ. Đúng rồi. Dạ. Trang phục này hợp với mẹ em không? Tóc mới này hợp với mẹ em không? Dạ có, nhìn rất là trẻ hơn tuổi rồi. Đúng rồi. Bây giờ ngoại hình mới của chị thì chị cảm thấy như thế nào? Chị thấy như vậy là chị hoài hài lòng rồi. Cái màu, tâm màu hoặc là cái phọt áo này chị mặc thì dạ, đẹp. Che được cái phần bụng của chị. Dạ. Rồi mắc cúp tóc rồi là chị ưng ý hết. Dạ hả? Nhưng mà khi mà được các chuyên gia tháo màn trên tấm gương xuống thì lúc đó cảm giác của mình như thế nào chị Loan ha? Tháo cái màn xuống thì thấy chị khác. Dạ. Hoàn toàn. Thấy nó đẹp thẳng ra, xinh xắn mà nó trẻ ra. Đã không? Lúc đó đã. À, lúc đó chị cũng vừa hồi hộp mà vừa thấy cũng phấn khởi. Một chiếc đầm xanh coban dài qua gối, điểm nhấn ở phần họa tiết và ống tay xòe đã giúp cho chị Kim Loan trông thật nhẹ nhàng và thon gọn. Mái tóc đã được cắt ngắn hơn, tạo độ phong, những màu sắc tươi mới, cộng với phần trang điểm theo phong cách tự nhiên, phù hợp với gương mặt. Tất cả đã tạo nên hình ảnh mới của chị Kim Loan, thật trẻ trung, hiện đại và vô cùng sang trọng. Quá trình thay đổi đã hoàn tất. Dạ, chị Lan, hôm nay á, em được làm tóc cho chị, em cũng rất là vui. Và sau cái chương trình này á, em mong muốn là chị phải chăm sóc nhiều hơn về tóc của mình. Chị đẹp sẵn rồi mà, chưa chỉnh chu lại mái tóc mình và sau một tí son môi nữa em nghĩ là rất là đẹp rồi. Chị con qua chương trình này chị cảm ơn em nhiều. Nhờ em chị có mái tóc thật đẹp. Rồi, dạ, dạ, cảm ơn chị. Còn về cái màu tóc thì em nghĩ là mình nên gội những cái dầu gội mà tránh cái bạc hà đi đúng không anh? Để đúng giữ rồi, cái màu khi mà mình chị đã nhuộm những tông màu mà có tím đỏ thì mình nên tránh những cái dầu gội có tính chất bạc hà, nó sẽ làm bay đi cái màu của mình. Còn đây là phiếu quà tặng mỹ phẩm và chăm sóc da mặt của Spa Vĩnh Tân, phiếu quà tặng trị giá 1.150.000 đồng. Em xin chúc chị là càng ngày càng trẻ đẹp hơn với phiếu quà tặng này, rồi gửi tặng đến chị. Cũng xin cảm ơn chương trình. Dạ rồi. Rất là tiếc vì ngày hôm nay ông xã của chị Kim Loan không chứng kiến được ngoại hình mới của vợ ở đây. Nhưng mà em hy vọng là anh ấy sẽ hài lòng với ngoại hình mới này chị Loan nha. Và nếu như quý vị và các bạn cũng muốn thay đổi ngoại hình của mình, cũng muốn xinh đẹp như chị Kim Loan như thế này, thì hãy nhanh tay đăng ký vào Facebook của Tự Tin Để Đẹp. Và nếu như quý vị và các bạn cũng muốn xem lại những số mà chúng tôi đã phát sóng thì chỉ cần truy cập vào kênh YouTube HTV Entertainment hoặc MCV Media. Xin chào và hẹn gặp lại.